Chương trình khuyến mãi lớn nhất năm đến từ nhà Basilia đó là Juvederm Volai giá trị 5,4 triệu. Và Juvederm Volai là một sản phẩm được tiêm để chống lão hóa, và thiết kế đặc biệt đó là nó cải thiện những cái nếp nhăn da và kéo dài cái thời gian hiệu quả lên đến 9 tháng. Và Volai là một loại gel HA acid hyaluronic giúp cải thiện độ mịn của da, loại bỏ hết những cái nếp nhăn và tăng cường cái độ ẩm hoặc là độ bền hồi cho da. Và dòng sản phẩm này thì nó sẽ thích hợp cho trẻ hóa những cái làn da như là da mặt, da cổ hoặc là ngực ở mọi loại da và mọi lứa tuổi nha. Và Juvederm Volai nó ứng dụng một cái công nghệ đặc biệt đó là công nghệ Viros. Đây là một cái quy trình sản xuất độc đáo có sự kết hợp sáng tạo giữa acid hyaluronic và một cái lượng phân tử thấp và cao để mà tăng cái hiệu quả liên kết chéo giữa các chuỗi HA. Và Viros nó sẽ sử dụng 10% cao phân tử kết hợp với 90% trọng lượng phân tử thấp, do đó tạo ra một cái chất làm đầy nó sẽ mịn màng hơn và đạt một kết quả là sáng đẹp hơn, đồng nghĩa với việc là khách hàng sẽ không bị sưng đau, không bị bầm trong cái quá trình điều trị và đạt kết quả kéo dài. Về cơ bản á, thì HA hoạt động giống như là một cái nam châm hút ẩm, do đó làn da của các bạn sẽ trở nên căng mọng và khỏe hơn. Và HA là một cái thành phần tuyệt vời để làm giảm những cái nếp nhăn, do đó cái khả năng ngậm nước của nó lên được đến 1000 lần. Và một cái lợi ích tuyệt vời của nó nữa đó chính là an toàn tuyệt đối, hoạt động được ngay cả trên những cái làn da mụn, da nhạy cảm hoặc là da dầu. Và thêm nữa thì Juvederm Volai được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ là FDA đã phê duyệt mức độ an toàn và hiệu quả vào năm 2006. Và gần đây thì năm 2023 thì Juvederm Volai cũng được FDA chứng nhận là tiêm được trên 21 tuổi. Như vậy thì không phải là chỉ có trung niên mới tiêm được đâu nha mọi người. Basilia khi thực hiện cái dòng sản phẩm này vào da thì sẽ do các bác sĩ chuyên môn thực hiện, và để đảm bảo được cái sự an toàn và hiệu quả nhất thì chúng ta đến Basilia nha, chương trình khuyến mãi lớn nhất năm nha cả nhà.